Rồi như vậy các bạn sẽ quan tâm giúp cho thầy. Trước tiên là các bạn phải search. Mình không có thì mình search thôi. GD PC SQL Server Connect với Java. Bởi vì tùy theo mỗi ngôn ngữ nó sẽ có một cái cách con nói khác. Cho nên là chúng ta cụ thể là Java. Rồi, ở đây nó có một là download, hai là ở dưới này cũng được, cái nào cũng được hết. Thì nó cũng có trang một à. Thì trong này các bạn sẽ xem thử là cái Java của mình nó đang phiên bản nào, sử dụng cái nào là hợp lý. Đó. Thì các bạn sẽ có một cái requirement. Đây. System requirement. Như vậy vào cái system requirement này các bạn sẽ tìm cái phiên bản JDK của các bạn. JDK của các bạn là phiên bản mấy? Ví dụ cái của thầy đang chạy ở đây là NetBeans 15 và JDK của thầy thì bạn có thể xem ở phía dưới ở trong library mình cũng thấy mình xài cái JDK 17 đó. Thì nếu như mà 15 17 thì chúng ta có thể tải 9.2, tải 9.2 và chỗ này chưa tải được nha, mình phải quay trở lên download download JDBC ở trên này và cái trang này thì nó cho mình download cái phiên bản mới nhất là 11 nhưng mà mình cần là 9.2. Thì ở đây nó sẽ có một cái đường dẫn này, nó ẩn bên trong này nè, Java JDBC đó. Rồi như vậy mình cần 9.2 thì mình lít chuột vô 9.2 được không, được không, được. Rồi mình lít chuột 9.2 xong thì mình sẽ tải về 9.2 ở đây, giải nén ra nó ra được thư mục này. Trong thư mục này mình sẽ có hai cái mình dùng cho dự án của mình. Trong dự án này các bạn nêu cho thầy một cái project mới Java with end Java application, chọn là connect data new, tại vì hồi nãy mình có cái connect data khác rồi mình chọn new, được chưa? Chú ý từng chút một nha. Sau khi connect xong thì ở trong này bạn có thể viết thêm nhiều cái class khác để điều khiển việc connect. Còn thầy đang demo cho các bạn nên thầy viết direct vô cái main luôn. Còn sau này thì các bạn sẽ viết một cái class để connect data riêng. Chứ mình không có viết vô main. Trong main nó sẽ rối. Rồi, mình sẽ mở thư mục ra. Thì trong này nó có cái xem tùy phiên bản mà nó có những dòng code khác nhau để connect. Mình đang dùng phiên bản là 9.2 thì nó sẽ có cái cách connect khác. Các bạn mở ra cái file là connect URL. Trong này nó có các cái import, phải import đúng cái thư viện của SQL nha thì nó mới chạy. Chứ cái connection này cũng có nhiều thư viện khác có connection. Đó. Cho nên tốt nhất copy cái import nó trước đi. Đây, trong này thì chúng ta sẽ đưa phía sau phần package. Phía sau phần package là chúng ta sẽ đưa cái import vô đây. Import vô. Tại sao mà nó gạch? Vì import mà không xài. Mình chưa xài. Cho nên nó báo gạch đỏ. Rồi mình sẽ dùng cái đoạn code từ đây cho đến hết phía dưới này. Đó. Copy. Dán vô cái main. Dán vô main của mình. Như vậy thì do mình import trên này hết rồi. Cho nên mình khi mình dán vô là nó không có báo lỗi gì hết. Còn nếu mình chưa import
mình dán vào, nó sẽ báo là thư viện này không có, cái lớp này không có, thì mình làm một trong hai cái nào trước cũng được. Rồi đó là về phần code. Về phần thư viện thì các bạn sẽ thêm thư viện vào, click chuột phải trên cái library, các bạn chọn add ra dây chứ không phải r nha, không phải là win ra nhé, ra. Rồi trong này thì cái thư mục mà hồi nãy mình tải về đó, đây download 9.2 NU, mình chọn 9.2 CRE 15 phù hợp với cái phiên bản của thầy, đúng không? Tùy theo phiên bản các bạn cài ở dưới mà các bạn chọn cho đúng cái GDBC tương ứng. Open. Đây nó đã kết nối được cái thư viện vào dự án của mình, được không? Trong phần code này mình sẽ sửa lại cho phù hợp, server localhost là server là chính cái máy này. Còn nếu như bạn để một cái server nào đó thì bạn đưa cái đường dẫn vô, hoặc là bạn đưa cái địa chỉ IP của server vô, mà IP là các bạn đã public rồi á, thì lấy IP vô. Còn mình đang xài trên máy mình thì nó là localhost. Bỏ luôn cả cái dấu ngoặc nhé, 1433. Database name thì trong data của các bạn á, đây thầy đang dùng này, polyoe database name, thì gõ vô đây polyoe user. Hồi nãy thầy nói các bạn là ra password, bỏ luôn cả dấu ngoặc nha, ngoặc nhọn 123. Rồi ok xong. Chỗ này các bạn có thể chưa cần phải truy vấn cơ sở dữ liệu, chúng ta chỉ cần kết nối được hay không thôi đó, chúng ta chỉ cần kết nối được hay không. Thì nếu kết nối được các bạn sẽ in ra một cái câu, rồi connect succeed. Như vậy là chúng ta đã kiểm tra connect thành công và kết thúc chương trình. Và đối với lại chúng ta trong cái phần cơ sở dữ liệu này thì việc mà các bạn debug rất quan trọng để các bạn thấy là nó collect được cái gì trong dữ liệu của chúng ta, thì bắt buộc, gần như bắt buộc mỗi bạn deep đều phải biết debug. Các bạn biết hết không? Biết chạy kiểm thử từng dòng không? Ai không biết? Rồi ok, chắc chắn biết ha. Giờ làm gì? Muốn chạy debug làm gì? Tại thời điểm này thầy muốn chạy debug cái đoạn code này nè, thầy làm gì? Chọn breakpoint, đó là điểm dừng. Lấy chuột cái, rồi lấy chuột phải, chọn đi bất phai. Rồi đúng ra mình đi bắt trên này chứ, quên, hên là nó connect được, chứ mà nó không connect được nó đâu có vô đến đây đâu. Cho nên mình đi bắt cái dưới này là hơi hơi liều, tại vì nếu mà nó không vô được trong này nó cũng bay ra mình không thấy gì hết, cho nên là mình đi bắt từ trên này luôn nhé. Rồi chạy lại. Rồi ở đây mình sẽ bấm F8 net connect. Nếu mà connect thành công thì nó nhảy vô đây, còn connect không thành công nó nhảy xuống dưới này và nó in lỗi ra. Bấm net, đợi nó tí. Đây connect thành công, và sau khi connect thành công thì nó sẽ in ra câu cho mình là connect success và kết thúc chương trình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần connect, được không? Được không nào? Bây giờ lấy dữ liệu ra, chúng ta connect thành công xong rồi thì các bạn chắc chắn là ok,
thì các bạn mở cái đoạn code mà lấy dữ liệu này ra. Chỗ này select gì đó không cần biết, bạn vô SQL bạn select cho thầy và đảm bảo chắc chắn rằng lệnh này chạy được, đảm bảo là trong SQL cái lệnh này nó chạy được, được không? Rồi copy cái lệnh này ra, xóa mấy này đi. Mình muốn connect, mình muốn collect cái gì thì mình collect. Nói chung là tất cả câu lệnh ở bên SQL sao thì nó thực hiện ở bên kia, bên Java y chang. Bởi vì nó chỉ làm cái gì? Lấy thư viện CDBC, nó làm trung gian. Và mình làm gì các bạn? Mình làm gì nào? Mình gửi vô đây một câu lệnh SQL và nhờ cái STMT này nè, cái statement này nè, nó gửi xuống phía dưới SQL query, nó gửi xuống data để query. Và khi mà nó query xong, nếu ok thì nó trả lên cái resources. Cái này là hai từ ghép. Một là research là gì? À, set này là gì? Không phải. Set này không phải thiết lập. Set này là một kiểu dữ liệu giống như list. Cái dạng như vậy. Nó là list, array, list, set, map. Mấy cái kiểu dữ liệu đó mình đã học trước đây rồi. Set là một kiểu dữ liệu nhé, một kiểu cấu trúc của một dạng mảng, chứ nó không phải là setup hay là thiết lập gì hết. Như vậy resource set là trả ra một cái mảng đó, trả ra một cái mảng đó. Rồi nếu thực thi thành công thì trả ra cái mảng, và mình duyệt cái mảng này trong khi còn đọc được tiếp RS là resources.net, tức là trong khi còn đọc được tiếp. Mình giải ra bằng tiếng Việt không? Trong khi còn đọc được tiếp thì làm gì? RS này chấm get setting. Setting nó lấy first name của chúng ta, tức là nó lấy cái key này nè, nó lấy cái ID, là nó lấy cái field name á, field name, full name, password, email. Như vậy nó lấy các cái name, cái field name. Như vậy như trong set thì nó là key. Nó lấy cái key. Nó lấy cái key. Như vậy chỗ này mình sẽ là ID. Mình lấy ID ra. Mình lấy tiếp theo là full name. Trong cái cơ sở dữ liệu của mình có full name. Mình muốn lấy tiếp password, mình muốn lấy tiếp email thì mình get setting ra. Bây giờ thầy lấy hai cái thôi để thầy in thử, được chưa? Rồi chạy lại, rồi chỗ này chắc chắn là không lỗi, bởi vì câu này chỉ có gán một cái đoạn chuỗi vào cái string thôi. Rồi bây giờ câu này lỗi hay không là chỗ này nè. Nó đưa câu lệnh xuống dưới, nó thực thi. Mà nếu thực thi được thì nó collect dữ liệu lên. Còn nếu không thì nó sẽ báo là bị lỗi. Rồi. Như vậy nó đã nhảy qua đến while, tức là ok. Bây giờ mình sẽ vào trong, xuất ra một câu U1A1. Xuất tiếp ra nữa U2A2. Trong khi RS net, tức là còn đọc được nữa. Hồi nãy trong cơ sở dữ liệu của mình có mấy dòng? Mấy? Có 2 dòng à. Vậy còn đọc được nữa không? Đọc hết rồi. Cho nên chỗ này net nó sẽ nhảy. Và chúng ta kết thúc chương trình. Chúng ta đã connect được database, chúng ta đã truy xuất vào được data, lấy được dữ liệu lên. Vậy buổi hôm sau mình sẽ học lệnh, ví dụ insert
đẩy dữ liệu từ trên xuống, update. Nếu mà dữ liệu có khác chúng ta update lại thì chúng ta dùng lệnh gì, nó cũng tương đương với chúng ta học cái môn SQL Server thôi, chỉ có thay gì, thay chỗ này, thay cái lệnh này chút xíu, còn cơ bản là nó chỉ có vậy đó. Một cái đẩy xuống và lấy lên đó. Như vậy cái type 4 của mình là cứ đẩy xuống một dòng lệnh SQL thì nó trả về cho mình một cái result, được không? Rồi, như vậy thì các bạn còn 8 phút nữa, thử connect trên máy của mình coi.